tài và có mặt trong buổi quan tài hôm nay. Trong giờ phút này em cháu một lượng tất nhiệm và chấp nhận cho gia đình tâm quyền. Em cháu sẽ đến đây làm lớp lớp quan đó là ngày gần kết phúc bệnh trừ tà ma sắp bị vô linh đồ tá ca trên vòng mò. Và trước khi em cháu vào làm lệ đồng quan, thì trong giờ phút này em cháu sẽ thông báo toàn thể quý vị nào đang thọ tăng cho cha ông của chúng ta. Thì giờ này bà con bác và các chị em sắp xếp lại là đứng trước thức sàng. Thắp một cái hương tỏ lọn thành kính để đưa hôn lên người bước về nơi hai ngày cuối cùng. Thank you.
và sau đó cháu được chấp tình gia đình ta
nguyên các cháu xử đây làm đất rộng quan. Đó là nghề trường thức của bàn trường tà ma sắp bị mọi đất cụ tán ăn nơi Phật bộ. Giờ trước kia chúc chào đoàn lệ đồng quan thì à đến sớm nhất toàn thể quý vị tam quý của tam lưu ý. Và trong cái chấm chào làm lễ đồng quan thì ở đây một em cháu xin là cái chấm chào không còn hoạt động nữa. Và sau cái chấm làm lễ đồng quan xong thì chấm chào hoạt động lại chấm ba để đưa tiễn linh cục của ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Và lúc 10 giờ em cháu sẽ đồng quan và hàng huyệt thì ở đây và có quá các anh chị em sắp xếp những giờ qua chúng ta đi tiếp trước. Và kế tiếp nữa em cháu có báo toàn thể quý vị chúng ta kiếm một thau nó bao bệ ngay phía trước cửa. Và đặc biệt là chúng ta đi đường nào phải về đường ấy, không đi tắt về nghe. Còn hoàn toàn không có nhà các chị em nào có đi bằng hàng xa hay là cưới gã không thọ tăng được lâu thì bạn xả tăng và không có nhà các chị em gặp trên tăng tầm niệm để ban tầm niệm xả tăng cho bà con có nhà các chị em. Chứ chúng ta không nên đem ra ra mọi nguyện lột bỏ những nguyện gọi là chôn tăng, cái đó là không nên. Em cháu chết toàn tại quý vị ta quyết chúng ta lưu ý. Và sau khi đúng 10 giờ em cháu bỏ lên cụ thì ở đây một người dạy, người đại diện dạy và bạn chúng ta đi đợt đầu tiên. Và cái tiếp đó là cái chấm chầu và dòng qua. Còn hoàng thứ tư nữa hoàng là thầy đạo và hậu đi hương. Và còn hoàng thứ năm là hoàng em cháu bò lên cụ tán em nơi mà màu. Và hoàng thứ sáu là hoàng toàn tại quý vị chúng ta đưa tiền thì chúng ta lại đốt một nén hương hay là cầm một nén mông tươi chúng ta đi sao qua bài. Không nên dứt trên bài trên bánh khi em cháu đang bò lên cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Và trên đường này em cháu sẽ dù mai tán đến đây trước xin thấp ba nén hương để trước tiền với cụ quân về nơi an nghỉ cuối cùng. Và một lần kính thưa toàn thể gia đình xong ấy. Và chỉ còn cái phút này nữa thôi thì chúng ta sẽ lấy cầu áo hoa của ông sẽ được đưa về cho chúng ta còn hấp dẫn. Chỉ còn cái phút nước mũi này nữa thôi thì tất cả chúng ta về đây không còn nghe tiếng nói của cha, tiếng dạy bảo của ông và tiếng cười vui trong đêm nhà ngày nào. Và cũng như mong con đoàn tụ ngày nào nay đã dám con thật rồi. Và chỉ còn cái phút nước mũi thì em cháu bỏ ba cái gương này xin thấp chào lên trên đưa tiền cầu áo quan về nơi an nghỉ cuối cùng. Này tất cả bà quân tướng sĩ, hai cấp đệ cùng ta xếp đá chi mong bước vào liễu cho nhau ta thật ta đến nơi đưa tiền cầu quan về nơi an nghỉ cuối cùng. Thank you.
Này tất cả anh em chúng ta nghiêm mắt hướng về đề xa, một phút mặt mềm cúi đầu. Chỉ còn ngồi lắm bất ngờ, vợ gạo.